Nào, 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 số số miền Trung quan nào. Quan ngỡ phải không? Quan ngỡ, quan hả? Này, quan ngỡ đây nè. Chín bò phải không? Nào, chín người bò này. Chín người bò ngày 29 tháng 4. Đây, chín người bò đâu? Chín bò hơi tợ, hơi trám. Đây, giờ tôm á. Tôm á. Giờ tôm hơi trám để coi chín bò còn dưới nó có như thế nào. Ờ, chào xíu con. Chỉ có 6, có 9, có. Chín à? Đâu có chín bò. Chín bò đâu? Bò đâu? Hơi tam. Đâu có ngỡ hôm qua. Ngày 29. Đứng xe con. Đứng đây đó. Đâu trúng tiền nhanh. Đi đâu vậy? Trúng chạy mấy. Giờ tốm. Giờ tốm này đâu? Anh Đạt phía sau nè. Hơi tạ, hơi con là giờ tốm. Anh phía sau là hơi con. Nè, anh Đạt phía sau tại số nó để về giờ tốm. Dễ vậy. Dễ vậy. Dễ vậy. Dễ vậy. Đó. Gà tốm là hơi con là hơi trăm ngò. Qua wow, không chạy cái dừa cho nó uống này, cái dừa cái trớ này. Ê là vô qua ngoài nào ra vô thế nào. Con ngỡ vô này, vô Google. Rồi bấm là số số miền Trung là nó ra. Này bây giờ mình test thấy nghe. Mình test thấy nó này. Rồi anh vô Google đây, này nó để chữ Google này. Rồi con vô. Rồi đây này chữ Google này, thấy không? Google này đó. Đây này, đây này, trong cái điện thoại đây này. Bấm như Google, như gà đó. Rồi bấm là số số miền Trung này. Cái quả số số miền Trung. Đó là anh sẽ dò này. Đó kéo này nè. Ngày 29 tháng 4 nè. Quần ngỡ hả? Chiên 93 nè. Rồi. Quần ngỡ nè. Hôm qua em quýnh bô lô, quýnh 15. Còn nếu cái đây này. 15 rồi hết luôn mà. Còn nếu ra cái số đây là số gì đây? Cái đây, đặc biệt hả? Đây nè. Số dưới này, đây nè. Đặc biệt 6 tỷ. 6 tỷ, nó trung hết hả? Trúng hết 6 tỷ, trúng 5 con 50 triệu. Trúng lộn xộn, trúng đặt 1 con thì trúng được 6 triệu. Ba cái trúng nè, 2 tỷ 50 triệu và 6 triệu. Vô tới vô 3 con được 200. Đâu trúng tiền cho anh đi, 9 người 3. Bây giờ anh lấy mấy tờ. 3 tờ. Đấy. Đây nè. Ba tờ ấy đi tiền thấu chưa từ cái tiền số. Đấy. À. Ba tờ có được hơi chục với nó. Đây trúng chẵn đây mà. Cũng thường đi xuống này mua vé số mới à. Nhà nó đâu? Đang chạy lên lầm chứ không chứ kìa mà, lên xuống đồi này mới à. À bữa nay nghỉ lễ. Hơi vợ chồng đi lồn Hòa Phước hay công ty hết nha. Không. Vợ đi chơi mà. À bữa nay đi biển chơi nên sẵn mua vé số trúng. À. À. Rồi thì chúng hồi sáng chúng anh kia cũng đổi cái tờ 16 nên thận một bữa. Bây giờ anh đổi hơi tờ nữa là 4 tờ. Qua em đổi tới 15 tờ trúng luôn mà. Mua đổi 15 tờ trúng. À. Bấu nó ngồi bên đó à. Mày đi đâu đó, ngủ trưa đi đâu đó. À, số 94 nè, 53 nè, 09 nè, 99 nè, 06 nè, 42 nè, 42 cũng có lý lắm nè nha. 61 nè, 30 nè, 59 nè, 4. Lấy bún ba kìa. Lấy cho anh bún ba đi xong à. Bông ba đâu? 69 bông ba của Lý nghe. 03 02 85 50 36 15 39 48 53 69 94 61 25 34 năm tôm sau hơi 13 tôm mư và bả 51 ở dưới được Thừa Thiên Huế nha quý vị. 34 19 rồi 43 không có ra hôm qua, không có ra 43 hôm qua, ba ra 34 á. 43 là năm mai chiều nay nó ra cái đào lắm á. Cái đào thì hơi ram á, cứ nhiều ba con thì hơi ram. Cái còn xuống này nhiều tiền, 15 triệu, 30 triệu, giá nhất là 30 triệu. Giá nhất là 30 triệu, giá này là 15 triệu.
với 3 hình như 10 triệu thôi, 10 triệu. À, thôi đi lau lộn cho xe cho chạy đi, quay miết. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video. Em trùng với số trúng, à, và cũng quay với số ngày hôm nay cho anh chị mình xem luôn. Rồi, anh chị nào ở khu vực này thì ghé mua với số. Đó. Đại lý của em, xin chào quý vị anh chị rất nhiều.